Cấp ủy có vai trò là trung tâm, quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhất là với các tổ chức cơ sở đảng ở khu vực nông thôn. Cũng bởi vậy mà nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn bản đang được các đảng bộ trực thuộc tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, thôn Hoàng Chủ Ván, xã Lùng Cải có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao lên tới gần 92%. Đây là áp lực rất lớn đối với chi bộ đảng, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy viên. Nhân dân trên này là trình độ nó học vấn nó thấp thì mình khó khăn về cái tuyên truyền để bà con phát triển kinh tế trồng cây ăn quả. Thời xưa là người ta chủ yếu trồng ngô với lúa thôi. Chúng tôi nó chỉ đạo phân công với các đồng chí trong nhất là ban thường vụ và phân công các đồng chí ban chấp hành đi sinh hoạt chéo với lại các chi bộ nông thôn để vừa là rút kinh nghiệm vừa là đi để chỉ đạo, đồng thời thì cũng hỏi hỏi từ những cái chi bộ làm tốt về để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện những chi bộ yếu kém. Sau mỗi buổi sinh hoạt định kỳ, các đồng chí trong thường trực đảng ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ được phân công phụ trách lại tổ chức rút kinh nghiệm ngay với chi ủy, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại từ khâu tổ chức đến nội dung mỗi buổi sinh hoạt. Thì chúng tôi đã tổ chức các cái nội dung như là tập huấn cho các đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở, các đồng chí là ủy viên cấp ủy cơ sở nắm rõ được cái chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở nắm rõ các cái quy định đó thì tiến hành các cái sinh hoạt chi bộ theo đúng như cái trình tự của ban tổ chức trung ương quy định, hướng dẫn của tỉnh ủy Lào Cai và huyện ủy Bắc Hà. Còn tại huyện Bát Sát, từ năm 2021, Đảng bộ huyện đã triển khai đánh giá cấp ủy và người đứng đầu theo quý. Cách làm này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là phát huy vai trò đội ngũ cấp ủy viên và người đứng đầu. Qua kiểm điểm đánh giá như vậy thì nó giúp cho bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cái nhiệm vụ phân công các đồng chí cán bộ, công chức. Và qua đó thì cũng được các đồng chí trong ban chấp hành cũng như là trong cán bộ là đánh giá, nhận xét về bản thân để kịp thời sửa chữa những cái khuyết điểm của bản thân để thực hiện tốt cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong cái quý tiếp theo. Toàn tỉnh Lào Cai có 1.224 chi bộ thôn bản, trong đó 1.155 chi bộ đã thành lập được chi ủy. Việc nâng cao năng lực cho các chi ủy, cấp ủy viên được các đảng bộ hết sức chú trọng, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, đồng thời nêu cao được vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.